Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Hiệp lại có mặt tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, là địa chỉ của gia đình chị Phùng Thị Phương, một hoàn cảnh rất là khó khăn. Chị bị mù và nuôi con trai bại liệt. Thì thời gian vừa qua thì cháu Hiệp cũng đã đăng tải lên kênh YouTube cũng như là TikTok Hiệp Thái Nguyên Vlog, thì cũng đã nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị, cũng đưa cháu Bảo là cháu thứ hai con chị Phương có vấn đề về mắt để đi bệnh viện mắt Hà Nội khám chữa 2 lần. Và hiện tại thì nghe thông tin mà chị Phương nói thì cháu cũng đã ổn định về cái vấn đề mắt cũng như là sức khỏe. Thì vừa rồi này Hiệp cũng đã trích một cái số tiền là 7 triệu để xây một cái nhà tắm cho nhà chị Phương. Thì hôm vừa rồi này cũng nghe chị gọi điện rằng là Hiệp ơi, hôm nay tắm ấm lắm, thì cũng rất là vui. Thì chị Phương bảo là hôm nào em Hiệp sang đây để quay clip lại để cho quý vị được nhìn thấy. Và đặc biệt là chị Phương rất là muốn gửi cái lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình chị Phương. Bởi vì từ trước đến giờ chị ấy không có nhà tắm. Cứ khoảng tầm 7-8 giờ tối thì mùa đông chị mới đi tắm. Bởi vì nhà chị đây là gần một con đường, được xóm, nên là không tắm được ban ngày, không tắm được sớm. Thì hôm vừa rồi này thì cũng thấy cái điều khó khăn đó, thì là Hiệp cũng đã quyết định là xin phép tất cả quý mạnh thường quân là trích một số tiền ra để xây một cái nhà tắm không thể làm khép kín được cho chị. Bởi vì là kinh phí nó cũng quá là cao, mà kinh phí đưa cháu Bảo đi viện rồi các thứ thì hiện tại nó không còn nhiều, chỉ còn hơn 10 triệu để giúp gia đình chị Phương. Và hôm nay nữa thì vào đây để thăm gia đình. Và đặc biệt nữa thì Hiệp cũng đã liên hệ qua anh Hiếu là bí thư đoàn xã của xã Tân Long. Đầu giờ chiều anh ấy sẽ vào đây để anh ấy sẽ cùng với gia đình chị Phương, cùng với Hiệp, cùng với bác trưởng xóm nữa, tí nữa Hiệp cũng sẽ gọi ra. Bởi vì là cái số tiền này thì cũng rất là lớn so với Hiệp, so với chị Phương rất là lớn rồi. Bởi vì hiện tại số tiền là còn là 12 triệu. Thì bây giờ với chị Phương không nhìn thấy như vậy thì đưa cái số tiền đó cho chị ấy, thì Hiệp nghĩ rằng là nó sẽ không an toàn. Chính vì vậy thì Hiệp cũng đã lên cái phương án với ban xã của xã Tân Long rằng là sẽ làm một cái quỹ cho chị ấy, là mỗi một tháng là chị ấy sẽ rút ra là 1 triệu. Cái số tiền này thì Hiệp sẽ làm biên bản giấy tờ cùng với anh Hiếu đoàn xã. Chiều nay sẽ vào đây là Hiệp sẽ trao cái số tiền đó cho anh Hiếu, là anh Hiếu cùng với xã là sẽ nắm giữ số tiền đó, và mỗi một tháng là sẽ có trách nhiệm là trao cho chị ấy là 1 triệu đồng. Như vậy thì sẽ đảm bảo hơn quý vị ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Hiệp đi vào nhà chị Phương. Hôm nay đồng hành với cháu Hiệp thì có cả Dương là vợ của cháu Hiệp quý vị ạ. Ôi giời, nắng rồi. Đâu, xem cái nhà tắm. Bà ơi, thế là cái nhà tắm này là tắm thấy thế nào bà? Có ấm áp chưa? Ây da, đẹp tuyệt vời quý vị ạ. Đấy, tuyệt vời đấy. Hôm nào làm một cái cửa nữa. May mắn quá quý vị ạ. Có quý vị hỗ trợ, gia đình có. Tê có không? Rồi mở cửa. Không để cho cái cây để lắp cái cửa. Cửa này hôm nào làm sao cũng được. Bái lấy quả táo. Khang lại ngủ à? Khang ngủ, con dậy chứ mỏi lắm. Mỏi á? Ngủ đi, mỏi. Thế sức khỏe của cháu mấy nay thế nào? Cháu có chịu ăn uống gì không ạ? Vẫn như thế rồi, đâu vẫn cứ như thế. Thế hôm qua bảo mãi nó ăn được 2 lưng ít cơm. Cắt tóc ở đây, à. Hôm nọ cắt tóc rồi à, phải không? Hôm nọ cùng mấy nhà. Ba cô ở trên Văn Lăng xuống hôm đấy cắt tóc. Đây là cháu Khang, quý vị ạ. Xong bắt đầu mới làm sinh nhật cho nó. Hôm 19. Vâng. Còn máu tay thì thời tiết đổi mùa nó yên ốm, bảo nó cắt, nó bảo không cho cắt cùn để nó ốm gãi, bảo gãi cũng phải cắt, nhưng bà không cắt được cùn đâu, bà mắt bà sợ vào thịt. Bà không cắt được cùn đâu, nó mới cho cắt đấy. Khang đi. Nhà tắm thì xong rồi, nhưng mà không biết là tiền bệnh viện Thường Cường giả chưa. Còn thợ thì giả rồi. Thợ hôm đấy làm xong ở đây là
nó liên hoan một bữa ở trong nhà nó. Vâng. Thì thợ mới ăn ở đây, thợ bảo là nó không có mắt. Ngoài này nó vẫn bị thiếu ta 1 triệu hả, đúng không? Ừ, 1 triệu. Vâng. Em bảo này, hôm nay em sang đây ấy thì là cái hết tổng đi thì đi chữa trị cho cháu, cho Bảo, xong là làm nhà tắm các thứ, thì hiện tại chỗ nhà chị là vẫn còn có 12 triệu nữa. 12 triệu đấy thì là bây giờ em sẽ cho chị 2 triệu để chị đi trả cái tiền nợ người ta 2 năm rồi đúng không? 2 năm. Nợ 2 năm rồi. Đấy, cái tờ bản là 2 năm rồi. Đúng là 2 năm. Thế thì em sẽ đưa cho chị 2 triệu để trả nhé. Để trả người ta hết đi nhé. Tức là bây giờ còn nợ mỗi nhà kia nó thôi gì? Nợ mỗi nhà kia thôi, mới lại đóng tiền wifi 1 triệu thôi. Thế thì thống nhất là bây giờ em cho chị 2 triệu. Là trước mắt là cứ đi giải cái nợ của người ta đi nhé. Xong là tại vì là có Mạnh Thường Quân thì người ta cũng có gửi kinh phí cho em ấy, thì người ta cũng mong muốn là sẽ để một chút quỹ ở lại, là cho thế này, tức là vẫn quỹ của chị thôi ấy, để lại cho chị ấy. Thì là cái hướng mà có những cái ông bà mà cũng có tham khảo với em ấy, thì người ta muốn, không muốn là ví dụ là đưa cho nhà mình hẳn là 10 triệu bà. Đấy, người ta giữ mức độ an toàn và giữ cái độ an sinh cho mình sau này. Là bây giờ ví dụ mình lấy 10 triệu này về mà 12 triệu tổng hết thì bây giờ chị cầm thì nó không an toàn. Đấy, như thế thì là các ông bà Mẹ Thường Quân thì cũng có tham khảo như vậy, là muốn là sẽ để cho bên xã sẽ làm một cái biên bản. Và cháu cũng gọi điện cho anh Hiếu rồi. Anh Hiếu là bí thư đoàn xã của Tân Long mình này này. À, 1:30 thì anh ấy sẽ vào đây, xong là cháu sẽ gọi cả bác trưởng xóm nữa để ra đây, thì anh Hiếu sẽ làm một cái biên bản, làm một cái biên bản để cho cháu trao tiền cho gia đình nhà mình. Có ba bên, có cháu là Mạnh Thường Quân này, có bên xã này, có bên xóm này, có bên gia đình nhà mình nữa, là sẽ mình sẽ ký kết là mỗi một tháng là cháu sẽ để cho các anh ở đoàn đấy trao cho nhà mình là 1 triệu. Đấy là bây giờ còn 12 triệu thì em sẽ đưa cho chị Phương là 2 triệu để trả nợ trước nhé. Sau còn 10 triệu đó thì là sẽ để cho tí nữa các anh ở xã sẽ vào đây và sẽ cầm là mỗi một tháng là sẽ chi cho gia đình nhà mình là được 10, là 1 triệu. Là tổng vào 10 triệu thì mình sẽ được 10 tháng. Thì là gọi là mỗi một tháng nếu mà có như thế nào thì mình vẫn còn có tiền ăn. Đấy, mình vẫn có tiền ăn nữa. Nếu mà bây giờ mà mình cầm mang về 10 triệu như vậy thì mình cũng không biết là chi tiêu vào việc gì. Đấy, mình sẽ để là với lại mắt của chị, cái khó là mắt của chị không nhìn thấy, thì là sẽ để cho các anh ấy cầm như vậy, là mỗi một tháng là mọi người sẽ có trách nhiệm là đưa cho chị được 1 triệu. Để cái thứ cái đầu tiên nhất là người ta gửi tiền là không để cho mình mang đi làm gì cả, vẫn chỉ là dùng vào thức ăn này, dùng vào thuốc men cho Khang này. Mục đích thực tế ra là tất cả các ông bà biết đến hoàn cảnh nhà mình là biết đến Khang, biết đến cháu Khang là đầu tiên nhất. Đấy, gần như là mọi người cũng thương hết cả gia đình, nhưng mà nếu mà để nặng lòng nhất, để mà các quý vị và thương nhất là thương cháu Khang này, bởi vì cháu ấy lớn rồi mà lại không đi lại được, mà trong khi đó đầu óc của cháu vẫn tỉnh táo, nên là mọi người rất là thương Khang, ai cũng thương. Có các cô các chị cứ gọi điện muốn mà là vào đây quay để cho mọi người xem ấy, nên là ai thương đấy. Thì là với cái mục đích mà các ông bà Mạnh Thường Quân người ta có cái ý như vậy, thì bản thân cháu là cháu bắt buộc cháu phải làm theo ý kiến của các Mạnh Thường Quân, chứ là cháu không quyết định được, mà gia đình nhà mình cũng không quyết định được. Bởi thực tế đó là tiền của các ông bà là trao cho mình mà. Đấy, thì là hôm nay thì sẽ cho chị 2 triệu này trước này. 2 triệu này sẽ để cho chị đi trả tiền nợ này. Còn 10 triệu nó tí nữa thì em sẽ đưa cho anh Hiếu. Ở đây quý vị ạ, tổng hiện tại thì nhà chị Phương còn có 12 triệu. Thì là 2 triệu này thì Hiệp sẽ trao cho chị Phương để chị mang đi giả nợ cái số tiền mà trước đây nhà chị làm tường bao. Bởi vì là cái tường bao nhà chị gần đường thì cháu Khai, cháu Bảo trước còn nhỏ là phải làm cổng để cho các cháu ấy không đi ra ngoài đường, ô tô đi lại nó sẽ an toàn hơn. Đấy, chị Phương nhé, bây giờ chị Phương bà cầm cho con cái này. Chị Phương thì không nhìn thấy thì không quản lý được đồng tiền. Thì là bà sẽ cầm thay chị Phương cái 2 triệu cho con nhé. Đấy, bà cầm cái này xong là mai kia thì chị Phương sẽ giả, gọi người ta đến đây để giả tiền người ta nhé. Nhớ phải giả đi đấy nhá. Không được tiêu lung tung đâu, bởi vì là mình nợ người ta lâu rồi, mình có mình phải giả luôn. Đấy, mình giả đi cho nó hết nợ đi, cho nó thảnh thơi. Đấy, sau còn cái số tiền của em kia mỗi tháng mới có 1 triệu mà. Mới có 1 triệu để cho nhà mình ăn uống, để thuốc men cho con nữa. Nhá, bà cầm 2 triệu cho con nhé bà nhé. Bây giờ gọi thằng ấy nó ra ngay.
Vâng, đấy thì trả người ta đi để cho nó đảm bảo. Ý của con là chỉ muốn là hết nợ cho nhà mình đã, sau rồi mình dư là mình cũng đã chữa bệnh cho thằng Bảo, cũng đã tạm ổn rồi mà. Thì Khang thì mình vẫn còn có số tiền đó là để cho Khang với Bảo ăn uống. Mình người già người lớn mình ăn uống thế nào cũng được, nhưng mà như ví dụ như là cháu Khang là cái sức khỏe rất là yếu, là phải ăn uống nó cũng phải nó thích cái gì mình mua cho nó ăn để cho nó khỏe. Thế nhiều người bạn mới bảo là mày hỏi mày như vậy đó là bảo không ăn, và cái mày bảo ăn mà mua thì không ăn, tại vì cái sức khỏe của cháu Khang thì nói chung là ăn chẳng nghĩa mất à. Thế thì giờ mày nhất định là ăn cái gì khá yếu rồi đấy, không biết là nói biết là thế nào này. Thôi thì cứ cố gắng thôi. Về cái vấn đề này thì thực ra là cũng không biết, bởi vì là bà với chị cũng đã mang cháu Khang đi các bệnh viện, mang đi khắp mọi nơi, nói ở đâu có thuốc lá cây là cũng đi khắp nơi rồi. Bắc Cạn, Cao Bằng rồi các thứ cũng đi tìm thuốc về, thì nếu mà cái sức khỏe của cháu mà may mắn thì cháu khỏe lại được thì tốt, còn trong trường hợp mà cháu mà không khỏe lại được thì bà với chị cũng vẫn phải cắn răng để mình chịu đựng thôi. Cái này thì là một phần là mình cũng do cái duyên số nữa bà, nó không đến may mắn đối với gia đình nhà mình thì mình phải chấp nhận theo đó. Nhưng nói chung là còn may mắn hơn, may mắn hơn là có những cái hoàn cảnh còn không có một ai giúp đỡ cơ, nhưng được cái gia đình nhà mình thì hữu duyên đấy, mình không may cái này nhưng mà được cái thì lại còn có đằng sau là nhiều người cũng giúp đỡ nhà mình nữa, nên là mình cũng bớt đi được một cái phần nào đó về kinh tế đấy. Nếu mà ví dụ như là không có mọi người giúp đỡ thì thật sự là nó quá khó khăn, phải nói như vậy. Đây bên này họ cứ chờ tháo bên phơi nhỏ cái thằng phụ quần nó mà đấy, người ta lại chờ tháo bên phơi nhỏ quặn rồi. Nhà mình không có thì làm thế nào mà không có thì biết làm thế nào, bà không đi làm được, mẹ mày không nhìn thấy mày còn biết, thế thì ăn cái gì mà nó ăn cơm ăn cái gì còn bé như thế mà cũng đã lo là không có cái gì ăn rồi. Cứ xe cảnh cảnh nào biến đâu bảo người ta lại chở thóc đến rồi. Ôi rồi mà thế. Bảo khi không có thì anh em ai thương thì người ta cho thì mới có ăn. Thế à? Thế thì người ta cho mãi được à? Nó bảo thế bảo, thì cho được ngày nào biết ngày đấy. Bà bảo nó như thế. Cũng khó khăn lắm nhưng mà phải cố gắng thôi, mình biết làm thế nào. Cứ bà muốn bà cháu cứ ở thế này đến tối thì nấu cơm ăn. Cả năm không làm kiếm được một xu ở ngoài vào, cháu bảo là... Bởi vì bà thì cũng không đi làm được, còn chị Phương mắt thế này thì... Tôi cứ bảo sống này sống chơi, sống bời, phải sống thật. Làm không làm được. Nhưng mà cũng ai, cái bà bên này bà ấy bảo bây giờ, thời bây giờ chứ... xã hội người ta quan tâm cứ như ngày xưa bọn mình chỉ có chết mà đúng rồi. Đấy cũng là may mắn là cũng có duyên đấy, nếu mà đúng như ngày xưa là cũng chết đói. Chết đói thật mà, ai giúp ngày xưa không ai giúp ai hết. Vâng. Mà ngày xưa đến nói đến bộ đội các công nhân còn phải ăn cơm lộn, cháu bảo lấy cái gì mà giúp. Vâng. Chưa, chưa giờ. Từ sáng chưa ngủ gì thế? Từ mai giờ đêm qua đến giờ. Gọi dậy mà bỏ như vậy. Đây quý vị là cháu Khang. Khang ơi, Khang ơi, mệt à con? Hôm nay rất là tiêu mệt. Sức khỏe của Khang hôm nay có vẻ là mệt hơn mọi hôm quý vị ạ. Tại vì cũng do một cái phần thời tiết nữa, ở trên này cũng đang cái thay đổi thời tiết, mấy hôm nay chuẩn bị lạnh nên là cũng rất nhiều người ốm, thì cái đề kháng của cháu cũng kém nữa. Cháu Khang ơi, đói không con ơi? Dậy ăn cơm đi Khang, dậy ăn cơm đi. Dậy một tí cho nó tỉnh táo Khang ạ. Nằm từ hôm qua rồi à bà? Ngủ từ hôm qua rồi. Từ đêm hôm qua chưa dậy à? Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. À chú mua quả táo này, dậy ăn quả đi nhá. Dậy cô Dương gọt quả cho ăn nhá. Ăn táo nhá. Không đói nhá. Thế bây giờ ăn muốn ăn gì nào? Không ăn quả táo và lê chứ. À. Từ đêm hôm qua đã không dậy rồi quý vị ạ. Không ăn như thế này thì lấy đâu ra sức mà chịu được. Phải ăn và không đói cũng phải ăn. À, cố gắng ăn vào nhé. Cứ bảo nó mà không đói thì ăn nhiều, mà không đói thì cố ăn. Hay ăn một tí mì. Càng mì lại càng không ăn đi. Yeah. Khó lắm này. Thế có ăn cháo ăn gì không? Phở lấy sáng mới gọi thì cho xuất phở về ăn luôn, ăn mà nhằm đổ qua gọi lấy xuất phở ra, nhưng mà cũng không
càng ngày càng thấy gầy đi. Bây giờ là không động được, nó cứ động ở chỗ nào nó kêu đau. Tức là bây giờ là cứ mình cứ động vào người là đau à? Tức là bé hôm qua bé nó xuống nó bé đi đặt cho nên bây giờ bé đi ra xem mới chảo rau ở lại từ sau nó không biết nó ngã thế nào nó khóc khóc nước mắt đưa mũi chảy hết cả mà bên má này. Thằng bé nó vào thằng bé ra nó mẹ mẹ vào xem anh Khang bị làm sao ấy. Nó bảo đỡ nó dậy nó bảo đau. Nó không biết là sao, từ bây giờ nó không động vào người nó. Cứ chạm vào người là đau à? Cứ chạm vào là đau bây giờ. Mà thế này thì không nó bảo là cứ hay là không hay là không thèm tắm, thèm thay quần áo nữa, cứ ở thế bảo không được. Quần áo không tắm, không bảo vào như thế được. Phải thay. Hai kéo dép ra quảng nó bảo không được. Không chịu được thì lại phải cởi ra. Mặc áo vào là khó chịu à? Thế là mặc áo, nó bảo là bây giờ người nó chỉ nghiêng bên, nó chỉ ở bên, nó không thèm áo. Mặc cái khoác cho bảo là khoác không mặc thì khoác cho nó ấm cũng không chịu khoác. Cũng không chịu ăn thế này. Không biết để. Đợt trước cháu sang đây thì sức khỏe nó còn thấy khỏe hơn bà nhỉ? Đợt này nó mặc yếu bây giờ ấy. Đợt này sang thấy cháu yếu đi, yếu hẳn đi, gầy hẳn đi luôn ấy. Tại vì là cháu cũng không ăn được. Mỗi một ngày nó yếu một tí. Bây giờ cậu sắp ngồi được rồi. Cứ lâu lâu nó chạy đến nó bảo đến nâng con rồi ngồi dậy đi. Nó ngồi dậy được một lúc nữa bảo nâng con ngồi dậy đi. Mỏi quá. Nó cứ cái sắp không thể ngồi. Sắp không bây giờ. Thế cậu uống sữa, nó có chịu uống sữa gì không ạ? Không chịu uống sữa. Sữa pha mi cho vào tủ lạnh. Lâu lâu uống hộp. Lâu lâu một ngày. Có khi có ngày nó không có ngủ nào mà lúc nào rau câu hôm nọ đây hôm nọ trong mùa thì một thùng đây vẫn còn này 7-8 gì đấy nhưng nó không ăn cũng ăn nó chịu ăn cũng dành cho nó ăn cái đợt nào sang đấy mua nó còn ăn nghe nhở. Mấy nay thì nó lại không ăn kém là sữa nó không uống à, sữa cũng không ngồi cơm không ăn không ăn được cái gì nó dậy giờ nào đâu dậy giờ nào nó ngồi thì từ ngồi giờ đến tối được cái nó chưa cuối nó cứ ngồi nó xem điện thoại để cho nó khó chịu đấy. Nó bảo là TV thì không có nhưng phải đọc iPad để nó xem. Không là cũng buồn nhỉ. Bây giờ cái đầu óc nó tỉnh táo như thế. Nó cứ bắt ở bên nhà cậu bạn sang nhưng mà nó bảo nhưng mà phải lúc mà xe đi lại nhiều nó không bắt được. Thế là mẹ nó mới lắp cái iPad để nó xem điện thoại. Thế đêm thì cháu nó có ngủ không ạ? Đêm nó ngủ. Đêm ngủ. Thì lúc nào mà nó không nhấc được cái chân chống lên như thế kia là nó gọi là dạy hộ nó chống cái chân lên. Tức là chân bây giờ hiện tại cũng không cử động, không nói được luôn. À. May là hai cái bàn tay này nó còn hồng được. Tay có sao không cử động được mà. Hồng được thì ăn cơm. Nhưng mà gần như là chắc dần dần cả cực. Cầm nó cũng chả cầm được. Bởi vì là bệnh mà nên là mình nó cũng không chữa được nên là cứ kiểu mỗi ngày nó nặng đi nhỉ. Đi bệnh viện thì các bác sĩ trước là cũng đi tận bệnh viện nhi các thứ hết rồi bà. Đi hết rồi. Đi viện nhi, viện Việt Đức đi hết rồi. Về thuốc nam các thứ cũng đi tìm khắp nơi rồi. Khắp nơi. Về tận Hải Phòng cái ông gì ấy, máy cái nó châm cứu ấy. Về tận Hải Phòng rồi ngủ đến một đêm. Ông bảo là thằng này không châm cứu được. Làm được. Không biết cho biết như thế. Thằng này dùng điện là không thể là mà thế. Thế là mới cho lên Hưng Yên lên xuống Nam chứ ngủ Hưng Yên một tối. Thế là lên xuống Nam về cũng không được. Cả kẹo không được ăn, viêm ký như thế mà không được. Đến năm đấy là còn là chung ở trong kia. Chung với thằng Cường. Thế là lấy xuống Hưng Yên về uống rửa đắp. Cá kẹo không được ăn. Thế là cái trên này là cái mình không gối đầu được cả bà, gối đầu là khó chịu hay như nào? Là gối đầu. Không gối đầu được cả. Gối đắp chăn nặng cũng không đắp được. Không đắp được mà gối đầu nó bảo là mỏi cổ. Ý ra thì cái thằng đấy, con nó lại phải lấy cái này về gối thì mới dễ chịu của bà. À, cứ phải làm cái gối cho nó gối thế này. Trong là một không chịu ăn uống gì gầy. Xanh sao mà luôn à. Thế đêm thì có đắp cái chăn nào khác cũng đắp đây có liệu có lạnh không nhỉ? Không
nó kêu lên, hôm nào nó kêu lạnh thì lại đắp cho nó cái chân nó mỏng mỏng, ta được khoảng tầm 30 phút sau nó lại bảo nó vứt đi, nó không chịu được. À, không chịu được. Nó hôm đó nó bảo hay là mẹ ngủ với con đi, thời gian này con muốn mẹ ngủ với con, nhưng mà cái thằng bé lại không chịu ngủ với bà, không chịu, nó không cho mẹ nó ngủ với thằng anh cả. Nhưng mà là Khang là cũng muốn là mẹ ngủ cùng này. Thế bây giờ ví dụ, nhưng mà ví dụ nếu mà hôm nào bảo mà ngủ say thì tranh thủ sang ngủ với con. Không sao được, cứ sao là thằng thấy nó thức giấc thấy nó không biết sao, không lừa được hôm nào. Cứ lâu lâu nó sáng đỡ chân thì nó thì thằng này lại khóc lại đập vào, anh này đập chân xuống giường nó lại đau đầu. Mà giường ngủ gần nhau, nếu mà như thế thì phải chuyển giường chỗ khác, nó bảo chuyển giường chỗ khác nó. Nó sợ mình nằm đây, nó sợ nó không dám nằm đây một mình. Thế thì chịu nằm đây với nó đó. Nó nói là ngủ trong buồng chứ, con nó ngủ ở ngoài này hết đâu. Nó nghĩ, nó bảo sợ mình, nó nằm ngoài này sợ. Thế chuyển giường ra ngủ gần nó. Cái thằng bé cứ thức giấc là bắt đầu đập giường, đập chiếu, mà nó lại giật mình, nó lại dậy, nó bảo nó kêu đau đầu. Thích ngủ với nó, ngủ với nó là đập chăn rồi gãi cho gãi, nó ngáy cho nó. Nhưng mà thằng bé không chịu ngủ với bà. Thì mà thằng và tự nhiên thời gian này con lại muốn mẹ ngủ với con đúng không thầy? Ờ. Thế mà thằng bé nó cũng lại khó nhỉ, bé nó cũng chưa biết nghe lời nhỉ. Thế. Không để cho mẹ ngủ với anh cũng được, đêm hôm nó ấm hơn. Dạ, nếu mà hay là ngủ chứ một mình mà cháu nằm thế này thì chăn không chịu đắp quý vị ạ. Quần áo cũng không mặc được. Đắp chăn nó bảo không. Mà cơm cũng không ăn. Nó phải ngủ với mẹ nó bảo thế. Thế mới khó. Từ sáng đến giờ vẫn nằm đây nhiều lúc chưa dậy chưa ăn gì, nó mê man đi gọi mãi nó bây giờ nó tỉnh dần này, nó lịm đi rồi, đúng rồi. Nó mệt quá rồi, cái sức khỏe không có, nằm thì nó lịm đi à, nó lịm đi rồi ấy. Thế nhiều khi là phải gọi mãi nó mới tỉnh. Gọi nó ngủ ban ngày thế nó ngủ im im này, buổi sáng là lúc phải là gọi nó. Bảo mẹ nó bảo lâu lâu này phải gọi nó, không nó lịm đi nó không biết cái gì nữa đâu. Dậy uống sữa ấy, Khang ơi, dậy uống hộp sữa đi. Mộc châu các thứ này đưa cho là không uống chỉ lắc đầu đâu. Này bắt đầu này, thành ra câu dạo này nó ăn, có thời gian nó ăn là 2-3 hộp nhưng bây giờ lại không ăn, lại kêu chán rồi. Xong rồi xúc xích rồi. Hôm đợt trước thì thấy cũng thèm xúc xích còn ăn được nhỉ. Thế mấy nay nó có chịu ăn không bà nhỉ? Con xúc xích không nhỉ? Hôm kia nhỉ, dán 6 cái xúc xích, thằng em ăn mẹ 3 cái, nó ăn đâu 3 cái. Thằng em cứ chọc xong nó chạy sang giường nó ăn xong nó mở lại hết rồi. Cho thì trả cho thì nó cũng sang nó trả. Ba có xúc xích không nọ, chú mua đấy hôm qua mới hết rồi. Cứ để cái này dành cho nó ăn. Mấy đứa con lạnh không Khang? Mấy đứa con nhà cường giàu có lạnh không? Xúc xích bảo thôi mày, chúng mày khỏe chứ mày không ăn để cho nó ăn ốm ăn. Chúng mày khỏe chứ mày ăn cái gì ạ? Nó nằm lâu quá mình cũng phải gọi nó dậy. Không, nó nằm lâu quá, người nó đang mệt, đang ốm mà nằm lâu quá nó bị lịm đi đấy. Nó không, nó bảo là đỡ nó dậy cẩn thận thì không đau, đỡ kiểu nào mà em kêu đau khi không động được vào mày nữa. Thế nhiều lúc muốn cho nó nằm như thế này, muốn cho nó mình một tí mà hay là mày, hay là mẹ hộ mày, mày quay mặt ra cửa sổ một tí nhá, không cái bên kia nó không chịu được, nó coi như là cái khu bụng này nó chuyển sang bên này hết rồi, thành một cục ở đây. Còn bên này thì lõm vào rồi, làm sao nó nằm được nữa, nó chỉ nằm bên này thôi. Vẹo hết xương rồi. Tại vì nó nằm bên này nhiều, rồi. Nó vẹo xong bên vẹo này. Vẹo hết xương rồi. Bây giờ nó bảo ước gì không? Còn có cơ hội cho nó được, được đi một... Chỉ cần được đi một phát thì rời ra nước ngoài thì cầm nó bảo thế mà điều ra nó... Bảo mày muốn, bảo mày lên trèo lên xe rùa, mẹ kéo mày gì thì để ngắm cảnh theo đường nó cũng không chịu. Lấy xe lăn cũng người ta cũng cho để trong buồng. À, tức là cũng có lúc là Khang nói là chỉ còn ước được đi ra ngoài đến cổng một lần thôi là cũng mãn nguyện rồi đấy. Thế bảo là cho nó ngồi lên xe rùa đẩy đi thì không nghe. Không nghe, nó bảo xấu. À, lớn rồi nhỉ. Cũng muốn được bước đi lắm nhỉ. Bao nhiêu năm rồi. Hoàn chỉnh rồi. À thế là Khang có biết không? Biết, có biết là có bụng tắm không? Rồi. Nhưng mà mẹ nó bảo hay là mẹ bế mày vào mẹ tắm một lần nó bảo không. Đau lắm, đi xa lắm. Ngày xưa thằng khu con vừa mới đẻ về nó bảo ước gì được nhìn thấy thằng này bò được.
xong thằng này bỏ được, thế này bảo ước gì nhìn thấy thằng này đi được. Thế thằng này đi được, nó bảo ước gì nhìn thấy mày đi học. Thế giờ nó, ước là nó đi học được rồi. Tức là cũng rất thương em nhỉ? Thương mà. Quan tâm em. Quan tâm là mà. Thế đến lúc mà em đi học được, đi được thì mình lại không đi được nhỉ? Không. Không thương nói mà thấy thương ghê ra đấy. Không còn đi Hà Nội khắp nơi rồi nhưng mà cũng không có cái cách gì mà cứu chữa được. Mấy bà xung quanh thì bảo sao này nên với mẹ đi chơi nhưng mà cứ nhìn thấy thằng này là không. Thương quá. Không bà nào cầm được nước mắt là không bà nào đến đi chơi. Không bà nào đến đi chơi. Chỉ cần nhìn thấy nó vào cửa lên nhìn đã nhìn thấy nó rồi. Quanh đây bảo cũng muốn đi chơi lắm nhưng mà nó cảm thấy là khổ quá. Mà khổ mới làm sao được. Có phải cái gì bảo hộ nó được nên mình hộ trả hộ được. Chỉ ngồi nhìn thôi. Mà có một bà cũng bên cửa sang bà ấy mà thì bệnh tật nó số phận nó như thế mới làm thế nào để sang chơi với mẹ nó với bà nó để người ta đỡ buồn mà thế bà ấy vẫn sang bà không nói biết nói thế nào hay. Ừ, thế bà ăn cơm đi còn gì nữa, bà lấy cơm ăn đi, đói rồi mà bây giờ đói sáng nay 8 giờ mới ăn 12 giờ bà... bây giờ quý vị đây mình 12 giờ rồi. Ăn đi bà, lấy cơm lên ăn đi, cháu bọn cháu ăn ngoài kia rồi. Tôi chưa ăn đâu. Thế chị Phương chưa bỏ cái tiền gì còn nợ người ta là tiền gì đấy? Là tiền vật liệu làm con đường này, con đường làm cầu, làm cái cổng này, làm rõ là 1 triệu. Cái đường này á? Đây làm tí đường này, không cái cổng ấy, tường bao ấy. À, cái tường bao này gì? Bao. Tiền tường bao cái gì? Tất cả được vật liệu làm hết 11 triệu nhưng mà giá được 10 triệu, giá thế là về sau. Sao mãi về sau này thì đạt được 1 triệu nữa là còn 1 triệu. Tức là giá được 10 triệu rồi, 1 triệu giá được 10 triệu rồi. Đầu tiên là giá 9 triệu trước. Sao mãi về sau này thì đấy là không lấy trợ cấp về để giá. Mà giờ vẫn khẳng đấy là có 1 triệu nhưng mà được chắc là tầm 2 năm. Nhưng mà những người có mắt ấy, nợ nó lâu, nó không trả cho là không trả cho. Vâng. Kể cả một móc nó cũng không muốn làm nhưng mà cái thằng nhỏ nó lớn nó cứ sắp chạy ra đường cứ thằng đúng rồi ở con đường như thế này thì làm như thế nó cũng hỏi có thì làm cứ buổi tối cứ đóng cổng vào nó dễ. Đây con đường như thế này là xây như thế có cổng như thế này là an toàn hơn. Thằng này còn đi học được chứ thằng hai bây giờ đi làm bao giờ chưa làm đi học nữa. Vâng. Thế là nói chung là thằng nhỏ nó lớn nó cứ chạy ra đường này phải làm. À đấy. Thằng này là không lấy tiền xe. Vâng. Đó là đi từ lớp 1 đến lớp 3 mọi nợ nó đi xuống rồi mà không cũng may giờ đấy. Vâng. Thằng ấy đi học nó được tiền rồi. Mỗi năm nó được 20 triệu rồi. Lấy tiền nó đi làm nhà bếp này làm chỉ lấy tiền nó đi làm tiền bao. Thằng này đi học được tiền nhưng mà nó không đi học được nữa thì mới không có tiền. Nó được mấy triệu mà làm hết nhà bếp của nó. Rồi bắt đầu lại làm gì cái tiền bao. Lấy tiền nó làm mà. Tính tiểu bao này, tính này. Vâng. Thế là trước là cũng đi khắp nơi để chữa trị đi khắp nơi mà Hải Phòng, Hà Nội, Hương Yên là Bắc Cạn thì hết Định Hóa rồi là trong Thượng Lung Quốc Đình là đi hết rồi. Cứ chỗ nào có thuốc là đi tìm. Chăm nói chỗ nào hay nhưng mà nó cứ vào trong về bọc hàng tháng rồi không đến tiền. Nó vào trong linh tường lấy thuốc, cứ lấy thuốc phải bắt đầu uống xong bắt đầu phút thuốc đi bắt đầu lại khỏe xong để lấy về lại uống. Không đỡ được phát nào. Đang ở dưới nhiều chị lấy bà đa khoa thế là thấy bảo ở trên Bắc Cạn có cái bà thầy thuốc giỏi lắm thế là hai mẹ con đi đó tôi ở dưới viện đa khoa chờ bác xe đi. Vâng. Cuối cùng cũng không được. Mẹ nó cứ bảo là con không khỏi bệnh không hoãn được mẹ nữa. Mẹ đưa đi tứ xứ rồi. Vâng. Muốn thì vẫn có cho nó ăn được. Hàng ngày thì vẫn phải thịt giết cho nó ăn. Không có bữa nào không có. Nhưng nó không ăn được. Đến bây giờ nó không ăn được. Vâng. Cái bệnh của nó mình chăm. Chăm bao nhiêu chỉ có nuôi bệnh đến mình. Không phát triển được. Vâng. Bây giờ cứ chăm cho nó. Bây giờ thường để chẳng sợ vào chỗ nào nó không giàu. Không sợ được thì không biết khổ. Mình phép phía cho nhưng mà nó bảo sao mới làm mạnh thế, đau thế nhưng mà thiếu thì mình biết làm thế nào. Vâng. Hôm qua hai mẹ con không
đâu cũng phải được cuối cùng cho nó đi đến nơi cho vào phao nữa bạn xuống người lòng trùng về nhà thuốc Thọ Xuân đường như thế quảng cáo cũng không chữa được. Và đi Hà Nội mấy lần mấy lượt cả ông cậu cũng đưa đi nhưng mà không chịu. Người này chẳng lẽ bây giờ thành thanh niên rồi. 13, 14 tuổi thanh niên học lớp 9, 10. Anh đi 9, 14 tuổi mà nếu mà nó không bị cái bệnh như thế thì cũng chỉ một mình nó thôi, không để thêm thằng mẹ này nữa đâu. Vâng. Thế là mẹ nó thấy nó như thế mới đổ giống đến một đứa con gái ấy. Trong này nghĩ dễ bảo hơn để dạy được thằng con trai. Vâng. Ai cũng bảo là sự con gái thì sau này dễ xa nữa không? Con gái nó chết được cái bệnh kia. Con gái thì nó chết được cái bệnh này. Bệnh liền này. Không sợ nó như bệnh này nhưng con mà trai nó lại là con trai của việc. Và bây giờ thì nó bảo nói nó ai đến nói nó bảo thế này. Nó vẫn khỏe đây này, nó chẳng khóc nhà mà ai chẳng biết khỏe. Bây giờ thì khỏe. Nhiều người học đại học rồi mới bị đấy. Đại nói không?